Thanh Vân Land Bất Động Sản tỉnh Khánh Hòa kính chào quý khách. Hôm nay Thanh Vân sẽ gửi đến quý anh chị một cơ hội đầu tư bất động sản. Một lô đất phường Ninh Hà thuộc thị xã Ninh Hòa với đường hiện trạng là 8m, quy hoạch 16m rất là tiềm năng. Vị trí lô đất thuộc tổ dân phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa với hướng Tây Nam. Lô đất đã có sổ hồng rõ ràng, sẵn sàng cho việc sang tên. Diện tích lô đất là 128,4m², phun đất ở đô thị với mặt tiền là 6,2m và chiều dài là 16,7m. Đây là một lô đất nở hậu, lô đất với những tiện ích xung quanh như gần Ủy ban Nhân dân, cách trường tiểu học Ninh Hà khoảng 550m, cách trạm y tế 700m, cách quốc lộ 1A 1,5km và cách chợ khoảng tầm 5 phút đi xe. Phù hợp với việc đầu tư, kinh doanh hay là an cư lạc nghiệp, với tiềm năng phát triển và đầy đủ các tiện ích xung quanh thì đây là một cơ hội đáng quan tâm cho các nhà đầu tư. Thanh Vân Land sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn, thiết kế xây dựng, lên kế hoạch thanh khoản, khai thác dòng tiền hàng tháng và hàng năm.